Chào các bác đến với lại đôi khủng long. Em gọi là đôi này là đôi khủng long. 2 năm nay mới quay lại đôi này. 2 đến 3 năm nay. Em nhớ không nhầm là 3 năm nay mới quay lại đôi này. Đôi này các bác xem lại kênh của em nhé. Chút em đọc mã bác xem gọi trên kênh của em cách đây 3 năm. Em nhớ là nó 12 triệu mấy. 2-3 năm mới quay lại được đôi này. Về đôi này thì về loa thì tuyến các tuyến loa rất là đẹp. Nhưng về thùng, thùng thì các góc thùng đẹp, nhưng mà liên quan đến giấy dán, cái dòng này này nó giấy dán CMC này, các bác nhìn này, nó dán này, đây này, nó cảm giác nó hơi bong, nhưng cái này về các bác có thể dán được nhé, đề can này các bác có thể dán được hết, đây này, các bác nhìn này, nó bị bong cái này, nhưng tất cả lõi trong này của nó đây này, nó lâu ngày nó bị nhả keo các bác, còn cái chất gỗ của nó, bác nhìn chất gỗ này, đây em nhìn cho bác nhìn chất gỗ này, đây nha, bác nhìn chất gỗ này. Chất gỗ em cho nhỏ lại cho em cho con nhìn này. Chất gỗ tuyệt vời luôn. Chất gỗ không thể chê được nhé. Không thể chê chất gỗ luôn. Đấy, cái này các bác về dán. Được chưa? Đấy, đôi loa này để cho các bác mức giá 10 triệu 900. Màu đỏ bóc đô. Mà thôi giảm đi, 9 triệu 900 cho các bác 1 triệu. Giảm cho các bác 1 triệu các bác về làm đẹp, mất công đi làm đẹp. Ra gặp các bác kia bác mông má cho. Đối loa này thì báo cáo 3 năm nay mới gặp đấy. Tất cả loa này vừa về em vừa bóc đi nhé, bóc hàng tại đây luôn, bóc hàng tại ngoài cổng nhé, chưa thèm cho vào nhà, bóc luôn và quay luôn, không có lau nữa gì cả. Đây có nhìn nhé, tất cả những cái vết này nó không bị vỡ gì cả, nó bị đây, nó bị keo này, nó co này, có nhìn thấy nó co này. Cái này mình chỉ về nếu bác có thời gian đấy, bác nhả keo vào đây, bác chấm, bác miết lại cho em kín hết. Đấy, thì cho còn về hình thức đằng sau. Con này con loa thương hiệu của Win. Bác nhìn thấy chưa ạ? Thương hiệu này thì các bác phải biết rồi. Cách đây khoảng độ 4 tháng, 5 tháng em có một đôi màu vàng. Nhưng nó model khác, nó nằm ở trên cái sảnh em ấy. Con đấy là bán 13 triệu mấy, 4 triệu mấy, các bác tranh nhau rồi. Con này 300W một đôi này. Trở kháng 4 ô bạn. Hàng made in Germany, hàng của Đức đấy các bác. Hàng của Đức nhá, chứ không phải hàng đùa. Hàng của Đức ạ. Đây là đôi loa đến từ nước Đức. Đôi quên này, đến từ nước Đức luôn ạ. Đôi loa đến từ nước Đức và đôi này cực kỳ khủng luôn. Này, chiều sâu của loa nó tầm khoảng độ 35. Chiều sâu loa tầm 35. Chiều ngang thùng loa 25. Này, chiều ngang thùng loa 25. Chiều cao xem nào. 1, 2, 3, 4. Chiều cao 90. Chiều cao 90. Chiều cao 90. Con này phải gọi là con châu đất. Tất cả những cái đường này này, đây này, em lau nó hết này, đây, lau tay hết luôn này, anh nhìn chưa, em chưa phủi bụi đấy, phủi đâu hết luôn này, thấy chưa, phủi đâu hết luôn, có nghĩa là loa, đây, bác nhìn này, em quay thật gần cho bác nhìn cái tuyến loa này, loa thì không nói một câu nào rồi, nhá. Tuyến loa này thì không thể nói câu nào nữa, còn đây, còn cả model này, tuyến loa gân loa đẹp nhá, đẹp xuất sắc luôn, đối với loa thì đẹp xuất sắc, không nói gì nữa, đây, cả loa chung. Đây, tem đây. Cũng vậy. Nốt con bên này nữa cho các bác nhìn. Đấy nhá. Đây vừa con này rồi, sáng nốt con này nữa. Tuyến loa thì không thể chê được nhá. Tuyến loa không chê được cái gì đâu. Đây, chỗ này bụi đây, không có gì nhá, bụi. Tuyến loa hai con này không chê được. Đấy, được chưa? Rất là đẹp luôn. Tóm lại là những cái góc này là nó hơi bị bong. 10 triệu 9 em giảm cho bác 1 triệu còn 99 nhá. Chứ em điền luôn, em thay bút luôn. Em thay giá luôn ở đây cho các bác này. Này, 99 luôn nhá, sửa luôn, bớt 1 triệu cho bác về làm đẹp. Được. Đôi loa đến từ nước Đức đấy. Con này là con Win Z607 nhá, các bác nhớ màu đen của em nhá. Đây, Win Z607 Made in Germany, trở kháng 4 ô, loa đến từ Đức ạ. Hỏi phải hỏi hay hay không. Đấy, con nào có nhu cầu thì liên hệ với anh Tuấn. Chào các bác.